5. Cộng đồng ASEAN, từ ý tưởng đến hiện thực. Tìm hiểu về ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN. Mục A và B, ý tưởng và mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN. Ý tưởng xây dựng cộng đồng ASEAN. Cộng ý tưởng xây dựng cộng đồng ASEAN đã khởi nguồn từ khi ASEAN thành lập. Tuyên bố Bangkok 1967 đã nêu ra mục tiêu xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình Đông Nam Á. Cộng ASEAN chính thức khẳng định ý tưởng thành lập cộng đồng ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN không chính thức được tổ chức tại Malaysia 1997. Các nước thành viên thông qua văn kiện tầm nhìn ASEAN 2020 nêu rõ việc xây dựng cộng đồng ASEAN, định hướng cho sự phát triển trong tương lai của ASEAN. Cộng với việc xây dựng cộng đồng ASEAN, hợp tác về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội giữa các nước thành viên sẽ được phát triển lên một nấc thang mới, đáp ứng nguyện vọng của các quốc gia thành viên về một khu vực Đông Nam Á gắn kết, hữu nghị và hợp tác. Mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN. Cộng đưa ASEAN từ hiệp hội. Hội trở thành một cộng đồng có mức độ liên kết sâu rộng hơn được thiết lập với ba trụ cột chính là hợp tác chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Cộng đồng ASEAN có sự tham gia rộng rãi của người dân, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời là một cộng đồng mở rộng hợp tác với bên ngoài. Mục C, kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN. Để thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN, các nước thành viên đã thông qua kế hoạch triển khai cụ thể trên ba trụ cột, chính trị an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Kế hoạch được nêu rõ trong văn bản, lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2009 đến năm 2015 nhằm đưa ASEAN trở thành cộng đồng gắn kết hơn về kinh tế, chính trị an ninh, có trách nhiệm về xã hội đối với người dân, tăng cường thực hiện các biện pháp mở rộng quan hệ hợp tác với bên ngoài, thông qua cơ chế hợp tác khu vực do ASEAN giữ vai trò chủ đạo. Năm 2015, ASEAN đã hoàn thành về cơ bản việc triển khai các kế hoạch xây dựng cộng đồng. Ngày 22 tháng 11 năm 2015, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký tuyên bố Kuala Lumpur chính thức thành lập cộng đồng ASEAN kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. Tìm hiểu về ba trụ cột của cộng đồng ASEAN. Cộng đồng chính trị an ninh ASEAN AVSC. Cộng đồng chính trị an ninh ASEAN được xây dựng trên nền tảng những thành quả hợp tác chính trị an ninh đã đạt được kể từ khi hiệp hội được thành lập năm 1967. Cộng AVSC có mục tiêu tạo dựng môi trường hòa bình và an ninh ở khu vực thông qua việc nâng hợp tác chính trị an ninh trong ASEAN lên một nấc thang mới, cao hơn và chặt chẽ hơn trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của ASEAN. Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC. Cộng đồng kinh tế ASEAN là sự tiếp nối các chương trình hợp tác kinh tế của ASEAN trước đây, được mở rộng hơn về phạm vi và nâng cao về mức độ hợp tác kinh tế, thương mại nhằm hướng tới một khu vực kinh tế ASEAN có khả năng cạnh tranh cao. Cộng nội dung chính của cộng đồng kinh tế ASEAN bao gồm tạo ra một thị trường và cơ sở sản xuất chung, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề, xây dựng khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao, năng động, phát triển đồng đều, hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN ASCC. Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN là một khuôn khổ hợp tác chặt chẽ, với các quy định và tiêu chuẩn chung để tạo sự hài hòa, bình đẳng và công bằng xã hội, nâng cao ý thức về cộng đồng và bản sắc chung ASEAN. Cộng nội dung chính cộng đồng văn hóa xã hội, phát triển con người, phúc lợi và bảo hiểm xã hội, bình đẳng xã hội và các quyền, bảo đảm bền vững về môi trường, xây dựng bản sắc ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển. Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN là chân kiềm quan trọng, gắn kết và tạo thuận lợi cho việc xây dựng hai trụ cột kinh tế và chính trị an ninh. Tìm hiểu về cộng đồng ASEAN sau năm 2015. Về thách thức, cộng đồng ASEAN phải đối mặt với những thách thức trong nội khối và từ bên ngoài. Cộng trong nội khối, những thách thức cơ bản về chính trị là sự đa dạng về chế độ chính trị, tình hình chính trị ở một số nước còn phức tạp, còn tồn tại một số mâu thuẫn trong quan hệ song phương. Về kinh tế, sự chênh lệch về thu nhập, trình độ phát triển giữa các nước gây khó khăn trong hợp tác nội khối, sự tương đồng trong sản xuất một số ngành nghề cũng tạo ra sự cạnh tranh trong xuất khẩu. Cộng thách thức từ bên ngoài, sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn đối với khu vực,
diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông và tình hình quốc tế, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh. Cộng để vượt qua những thách thức, các nước ASEAN đã và đang đẩy nhanh quá trình triển khai các kế hoạch đã đề ra vì lợi ích chung, lâu dài của cả cộng đồng. Về triển vọng, cộng ASEAN sẽ tiếp tục phát triển với mức độ liên kết, hợp tác ngày càng sâu rộng trên cả ba trụ cột, tiếp tục là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới. Cộng về đối ngoại, ASEAN có quan hệ rộng mở với các đối tác bên ngoài, đồng thời có uy tín, vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.